Ở trong cái phần khử răng cưa chúng ta sẽ có nhiều chức năng khử răng cưa, mặc định nó là tính năng là Flamenco Filter. Giờ mình sẽ để render tính năng này trước và mình sẽ so sánh ba cái tính năng với nhau để chúng ta hiểu được về cái phần răng cưa này nhé. Đấy, mình đánh chi tiết này thôi, mình đang render khổ ảnh lớn để chúng ta nhìn nó rõ về cái phần răng cưa này. Rồi chúng ta có được bức hình này như thế này nhé, và mình sẽ để ở bộ lọc khác. Rồi bộ lọc thứ hai có tên là Arian nhé. Rồi chúng ta sẽ bấm render. Mình đổi tên cho bức hình này luôn. Đây là bộ lọc có tên là mặc định đúng không? Đây là mặc định đi. Rồi mình sẽ so sánh hai cái tính năng này nhé. Đây là tính năng là Arian này. Area thì bạn so sánh hai bức hình này với nhau. Bức hình đầu tiên là A và bức trên này là B. Chưa phải là chúng ta dùng chức năng của Lineco thì nó sẽ bộ lọc nó sẽ cứng hơn. Hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn một chút. Đã sắc nét hơn thì thường noi nó sắc nét cùng đường viền nó sắc nét hơn một chút thì nó sẽ chi tiết là nó sẽ sắc nét hơn một chút xíu. Đã một cái là 2 phút 6 giây đúng không? Một cái là 2 phút 4 giây. Một cái bạn nhìn để kỹ này, cái noi một cái nó êm hơn, một cái noi thì nó rõ hơn. Và bạn nhìn cái đường viền thì nó cũng có sự khác biệt nhá. Bạn nhìn vào chi tiết đường viền này nó cũng có sự khác biệt. Để rõ ràng nhất thì mình sẽ xem vào cái tính năng tiếp theo, đó là mình so sánh màu nó kỹ càng hơn. Và mình chọn cái room. Trước đây mình rất hay để tính năng cái room này nhá. Cái room này thì màu nó sẽ tốt hơn. Về trong ba cái chức năng này mình sẽ giải thích luôn nhé. Nếu mà chúng ta dùng chức năng Flamenco thì nó sẽ nằm giữa Arian và Cabin Room, nằm giữa nhé. Cabin Room là hình ảnh trong bài nó sẽ sắc nét rõ ràng nhất trong các cái bộ lọc ở đây. Arian thì nó sẽ là mềm hơn và Flamenco nó nằm giữa. Và bước này là mình sẽ sử dụng tính năng đó là Cabin Room đúng không? Rồi bạn sẽ so sánh này, trong cái tính năng đầu tiên là mình sẽ sử dụng tính năng là Arian và Cabin Room nhé. Bạn so sánh hai cái tính năng với nhau. Đấy thì hai cái này nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Thấy không, chi tiết ở đây rất là rõ ràng này. Chi tiết đây thì nó mờ này. Đồng nghĩa với chi tiết rõ ràng ấy, thì cái noi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Hạt noi thì nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Để chi tiết là Cabin Room là nét nhất. Và mình sẽ so Cabin Room với tính năng là mặc định đúng không? Lineco này này. Được chưa? Thì Cabin Room vẫn hơn hẳn về chi tiết nhé. Nó sắc nét rõ ràng hơn về đường viền này. Đó, rất là rõ. Được chưa? Rất là rõ. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích sơ về tính năng của Cabin Room. Bạn để ý nhìn kỹ về cái đường viền của Cabin Room này. Chỗ nào màu trắng nó sẽ tăng trắng lên, và chỗ nào màu đen thì nó thêm cái đường viền đen ở bên cạnh. Do đó bạn nhìn chi tiết nó rất là rõ ràng khi mình lướt qua. Do tăng trắng ở vùng viền và tăng đen ở vùng tối, do đó nhìn chi tiết đường viền khi mình nhìn bài như này thì bài rất là rõ ràng. Do mình phóng lớn đi thôi, chứ còn nếu mình để như này thì bạn thấy là nó rất là rõ ràng, phân biệt rất là rõ. Đó, đặc biệt là so Cabin Room với cái area này, bạn nhìn chi tiết nó rất là rõ ràng. Bạn nhìn 9-10 nó khác nhau nhiều lắm ấy. Được chưa? Rất là khác nhau. Thường chỉ phóng đến 2%, 100% thôi, mình phóng đến 400% rồi. Được chưa? Nhưng mà nhìn những đường viền phóng lớn lên thì nhìn nó rõ đấy, nhưng bình thường bạn không nhìn cái đường đen của nó đâu. Đấy, thì trước đây mình rất hay dùng tính năng Cabin Room. Cabin Room nó có cái điểm lợi đó là đường viền chi tiết này rất là rõ ràng nha. Nhưng nó có một cái điểm trừ, nó là hạt noi. Nếu bạn nhìn kỹ mà xem thì cái noi nó cũng rõ. Chưa? Bài bị noi thì cái noi nó nổ lên rất là rõ ràng. Thì ở đây nó có 3 bộ lọc như này thì cho chúng ta chọn bộ lọc mặc định nhé. Còn trong 3 cái bộ lọc này đều chỉnh sửa được. Được chưa? Đấy, thì nhưng mà mình nghĩ là khuyên 3 dùng 3 bộ lọc này là được rồi.